Thuyết Nguyễn kính chào quý khán thính giả đã đến với kênh Định Cư và Cuộc Sống ở Canada. Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, không ai có thể là tránh được những cái sai lầm. Vâng, những cái sai lầm uh, nhỏ nhoi uh, thì uh, nó có thể xảy ra hàng ngày và đó có thể gọi là những cái lỗi. Và những cái lỗi này nếu mà uh, trong cái cuộc sống hàng ngày uh, mà chúng ta vẫn phải đối mặt thì tất cả những cái lỗi này người ta có thể dùng hai từ xin lỗi thì uh, có thể tất cả mọi chuyện sẽ bỏ qua. Còn những cái lỗi lớn có thể gọi là những cái sai phạm thì đôi khi uh, chúng ta phải đối diện với những cái pháp luật. Chẳng hạn như như là trong câu chuyện mà đánh người. Thuyết An muốn nói tới trong câu chuyện của bà Dung đã đánh bác sĩ Trần thì đây là một cái gọi là sai phạm. Bởi vì sao? Bởi vì luật quy định Những người nào đánh người thì sẽ có thể bị vào tù Thì đây không thể gọi là cái lỗi nữa à, Thì rõ ràng bà Dung đã đánh bác sĩ Trần Thì không cần biết lý do Thì đó là sai phạm rồi đúng không ạ? Và bà ấy phải chịu cái sự trình trị của pháp luật Tuy nhiên đến ngày hôm nay Thì bà Dung đã trở lại Cái vấn đề ở đây mà Thuyết muốn nói Là bà Dung, bác sĩ Trần đã không đã, đã đã Tức là xuống nước, một nước Tức là không báo bà dung à, gọi điện cho cảnh sát nữa nhưng mà bác ấy muốn bà dung phải xin lỗi bác ấy thì điều này có quá đáng hay không thì à, trước đó các bạn đã biết rằng là chính bác sĩ trần đã từng tuyên bố rằng bà dung phải về à, nhà ngân và trước mặt ngân trước cả mọi người ở đó bởi vì câu chuyện xảy ra tại đó thì phải xin lỗi bác sĩ trần xin lỗi tất cả mọi người bởi vì khi đánh bác sĩ Trần thì không phải những coi thường bác sĩ Trần mà còn coi thường tất cả những người bên quanh, chung quanh tức là không tôn trọng mọi người thì xin lỗi bác sĩ Trần là một còn xin lỗi tất cả mọi người và hai. Và cái điều mà bà bác sĩ Trần lúc đó đưa ra rất căng thẳng. Lúc đó bác sĩ Trần đang ở cái thế thượng phong có cả Ngọc Bích hỗ trợ nữa. Cho nên là bác sĩ Trần đã nói rằng là bà Dung phải quỳ gối xin lỗi bác sĩ Trần. Việc thứ hai mà bà Dung cần làm là phải thông báo cho Anh Thuyết để anh ấy chia sẻ trên kênh, tức là bà Dung phải có lời xin lỗi chính thức để cho tất cả mọi người cộng đồng mạng biết chuyện là bà ấy đã có lỗi như vậy và phải xin lỗi thì bác sĩ Trần mới bỏ qua câu chuyện này. Và đến hôm nay thì các bạn biết đó, bà Dung đã trở lại. Tuy nhiên cái câu chuyện này thì bà Dung đã làm ngược lại. Ở đây thì không biết uh, quý khán thính giả nghĩ sao nhưng Thuyết nghĩ rằng bà Dung đã là sai. Uh, khi mà bác sĩ Trần bắt xin lỗi Và bà Dung không chịu xin lỗi Thì trong câu chuyện này Thì theo tôi thấy Chính Ngân lại bảo vệ bà Dung Đôi khi thật sự khó hiểu về con người của Ngân Trước kia thì bảo vệ bác sĩ Trần chậm chậm Nhưng một khi ai đó động vào Như là kiểu như máu xương của Ngân Thì Ngân cũng sẽ đứng về phía người đó Chẳng hạn như là bà nội của bé Nhẫn Thì kiểu gì Nói đơn giản như thế này Nếu không có bà Dung Thì làm sao có bé Nhẫn ngày hôm nay Đúng ạ à? Cho nên là người ta phải bảo vệ dòng máu của người ta là đúng thôi đúng không ạ nhưng theo luật thì là ngân cũng sai có nghĩa là bởi vì ngân đã đứng ra bảo vệ bà dung câu chuyện này diễn ra như thế nào thì mời quý khán thính giả đón nghe phần sau của video trước hết ở trong cái phần phần đầu của video tuyết sẽ xin chia sẻ một lá thư của bạn thiên nga trần đến từ đất nước pháp với tựa đề nghiệp chướng và quả báo vâng không để quý khán thính giả đợi chờ, thuyết sẽ vào ngay bởi vì à, à, thuyết muốn bình luận nhiều hơn trong vấn đề câu chuyện giữa bác sĩ Trần và bà Dung và vấn đề người đứng giữa là ngân đã đứng về bảo vệ bà nội của bé nhẫn. Dạo này hay nghe trên kênh nói về nghiệp chướng và quả báo, vậy hôm nay mình mạn phép đưa ra một vài ý kiến về vấn đề này nhé. Đầu tiên các bạn phải hiểu thế nào là nghiệp báo? Trong Phật uh, Phật giáo, nghiệp chính là làm ra điều gì đó cho dù xuất phát từ lời nói, suy nghĩ hay hành động. Nghiệp không do người khác áp đặt cho ta, không phải tự nhiên mà có, càng không phải do trời, Phật hay Chúa trừng phạt mà hoàn toàn do chính con người tự tạo ra mà nguồn gốc bắt đầu từ tham, sân, si ở mỗi chúng ta mà ra. Nghiệp được chia thành nghiệp tốt, nghiệp xấu, nghiệp không được ghi nhận và cũng có thể chia thành tạo nghiệp hoặc hoàn nghiệp và cũng có thể chia thành biệt nghiệp và công nghiệp, nhưng phân loại chính là thân khẩu và ý mà thành. Thân nghiệp là nghiệp được tạo ra bằng hành động, khẩu nghiệp là nghiệp được tạo ra từ lời nói. Ý nghiệp được tạo ra từ tư tưởng và đây chính là cốt lõi của thân nghiệp và khẩu nghiệp phía trên. Có 10 ác nghiệp như ba thân nghiệp gồm sát sinh, trộm cắp, tà dâm. Bốn khẩu nghiệp gồm nói dối, nói khiếu, khiêu khích, nói thô tục, nói hai lời. Ba ý nghiệp gồm tham sân si, đây chính là nguyên nhân dẫn đến nghiệp chướng. Nghiệp chính là yếu tố tạo lên mối quan hệ giữa nhất và quả, là nguyên nhân của luân hồi và còn kéo dài đến đời sau vô tận. Bây giờ chúng ta nên hiểu thêm về hai từ quả báo mà hiện nay trên mạng người ta hay nhắc đến. Quả báo chính là phước họa được hưởng là kết quả của những hành động ý nghĩ mà chúng ta đã gieo, nghiệp nhân. Nhân quả vô cùng, nhân nào quả lấy, quả của nhân này cũng chính là nhân để sinh ra tạo thành một quả khác, hình thành chuỗi nhân quả tuần hoàn. Quả báo chắc chắn sẽ đến chỉ là sớm hay muộn trong kiếp này hay kiếp sau mà thôi. Đức Phật dạy, cha làm điều chẳng lành, con không chịu thế được. Con làm điều chẳng lành, cha không chịu thế được. Làm lành tự được phước, làm giữ tự mang họa. Có nghĩa là quả báo không chỉ ở ngay trước mắt, ngay trong hiện kiếp mà sẽ đến ở kiếp sau, đời sau. Cũng cần hiểu kỹ rằng, nghiệp ở tiền kiếp sẽ quyết định con người khi tái sinh sẽ đầu thai ở cõi nào trong cuộc đời và hoàn cảnh nhất định như thế nào nhưng không có nghĩa là số phận của chúng ta đã được an bài từ trước và không thể thay đổi. Nghiệp sinh ra hoàn cảnh nhưng con người mới là quyết định. Mình sẽ ứng biến với hoàn cảnh đó như thế nào? Sống thiện hay ác? Làm điều tốt hay xấu để nhận về quả tương ứng và quả báo cũng theo đó thay đổi? một Nghiệp nhỏ tạo quả báo lớn gấp bội. Ví dụ, có ông kia giết chết người trong khi say rượu sau khi tỉnh lại cảm thấy lương tâm bất an vì đã cướp đi mạng sống của người đã có vợ con khiến gia đình người ta tan nát con cái bơ vơ sự dày vò trong tương lương tâm kẻ sát nhân chính là hậu quả của sát sinh tiếp theo y bị bắt kết án và đây là hậu quả thứ hai tiếp theo sự nghiệp y tiêu tan gia đình tan vỡ đây là hậu quả thứ ba cứ vậy theo phản ứng dây chuyền hai nghiệp báo ba đời đây là vấn đề rất nhiều người đang quan tâm và đặt câu hỏi trên mạng xã hội. Theo lời Phật dạy, người giàu sang phú quý thành công, may mắn không phải tự nhiên mà có được, đó là kết quả việc tu nhân tích đức của họ trong vô số kiếp về trước. Có những kẻ sát sinh, làm điều ác nhưng hiện vẫn gặp may vì họ đang hưởng phước cũ, thực tế là họ đã tự gieo vào tâm thức của mình sự độc ác, si mê, thù hận nên sẽ phải gánh chịu hậu quả nặng nề không những phải trả giá trong kiếp này mà còn cả trong những kiếp sau. Trong cuộc sống hiện tại, nhiều người đang sống ác mà vẫn được nhận quả lành, nên khiến nhiều người không tin về luật nhân quả, nhưng không có nghĩa là nhân quả không tồn tại. Có câu, Bồ Tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả là như vậy. Vậy làm sao hóa giải để nghiệp chướng? Điều này phải bắt đầu từ cái tâm của mỗi người, chỉ khi nào chúng ta có tấm lòng từ bi hỷ xả rộng lượng, vị tha thì tự nhiên chúng ta sẽ không có ý định tạo nghiệp xấu, gieo nhân xấu, nghiệp chướng, vì thế sẽ không phát sinh. Hai là học cách sám hối, thừa nhận. Đức Phật dạy tội ác cho dù ghê gớm tới đâu cũng không ngăn được hai chữ sám hối. Chỉ cần thành tâm sám hối nộ, Hối nỗi thì mọi nghiệp chướng đều có thể tiêu trừ. Nhiều người luôn cho rằng mình không làm điều gì xấu, không biết phải sám hối điều gì, nhưng nhiều khi chúng ta phạm sai lầm mà bản thân lại không nhận ra ví dụ chúng ta làm tổn thương tình cảm danh dự địa vị của người khác do lòng đố kỵ và ích kỷ chúng ta trộm cắp hay chiếm đoạt tài sản công hoặc tự do lòng tham thậm chí hại mạng sống của người khác hoặc chỉ đạo người khác làm là do tham nam thù hận đối với những người không những không nhận nỗi mà ngày càng gia tăng tội ác thì ngay chư phật bồ tát cũng không thể cứu lỗi không thể cứu nổi. Thật ra phạm sai lầm không có gì đáng sợ, điều đáng sợ là không nhận ra sai lầm, hoặc có nhận ra nhưng cũng không có ý định sửa chữa, thế thì hết thuốc chữa. Mình dừng tại đây, chúc ba cha con thuyết cùng tất cả các bạn vui khỏe, bình an và hạnh phúc. Vâng thưa quý vị, đây là toàn bộ lá thư của bạn Thiên Nga Trần đến từ đất nước Pháp với ý tựa đề nghiệp chướng và quả báo. Vâng, ở trong cái lá thư này thì các bạn thấy đó, nội dung lá thư hoàn toàn không nhắc tới bất cứ nhân vật nào trong câu chuyện mà chúng ta đang theo dõi. À, tuy nhiên, thuyết nệ cảm thấy rằng rõ ràng là đây chính là lời nhắc nhở về nghiệp chướng và quả báo với tất cả các nhân vật mà chúng chúng ta đang theo dõi trên câu chuyện tình, đặc biệt là những người nhân vật chính như là như là Ngân, như là bác sĩ Trần, như là sinh viên Hùng rồi với cả Ngọc Bích vân vân. Vâng, ai cũng mắc sai lầm cả và ai cũng có nghiệp cả và không biết nghiệp đó như thế nào và quả báo đến sớm hay đến muộn mà thôi. Vâng, ở đây thì Thuyết thấy có một cái thắc mắc. Bạn Khiên Nga Trần nói rằng là có rất nhiều người nói rằng có nhiều người luôn ấy, đang làm rất nhiều những việc ác nhưng họ vẫn được hưởng phúc, họ cuộc sống vẫn hạnh phúc, bình an. Thì ở đây đúng thật, trên ờ, ở điều này là điều chắc chắn hầu như là có 80 mọi người đều nghĩ đến điều đó chỉ trừ những bạn như bạn Thiên Hà Trần đã tu luyện đến cả 20 năm đúng không ạ thì họ hiểu sâu hơn còn thì người như thuyết hoặc mọi người nhìn thì rõ ràng là như vậy ở đây thuyết nói xa xôi một chút Nhưng tuy nhiên xa nhưng lại rất gần thực chất các bạn thấy cái cái vấn đề tham nhũng ở Việt Nam ạ à? nó lan tràn trong cái giới quan chức đấy từ từ cỡ tọ nhỏ đến cỡ to Nói thật với các bạn như thế này. Quan chức ở Việt Nam từ cỡ nhỏ, thuyết có một người bạn ở đây, nói thật với các bạn là người bạn cùng gọi là nối khố luôn, cùng làng, cùng nước, sau là cùng đi lính với nhau. Và người này sau đó trở thành đi lính thì họ rất chịu luồn cúi và sau đó được kết nạp đảng, rồi sau đó trở về. Ban đầu chỉ là phụ trách đoàn thanh niên thôi, ở xã thôi, ở thôn, sau đến ở xã, sau đó leo lên đến chủ tịch xã, các bạn biết như nào không? Bây giờ anh ta có độ khoảng uh, mấy trăm tỷ. Thế thì tiền ở đâu ra? Tiền là do tham ô hết các bạn. Một quan chỉ một quan xã thôi đã có mấy trăm tỷ, các bạn biết là tiền ở đâu ra. Tức là trong cái thời điểm uh, nhạy cảm tức là thời điểm đó ở chỗ cổ thuyết uh, nó nó lên thành phố các bạn. Thì trong cấp xã đó trong cấp xã đó họ biết hết và bao nhiêu mảnh đất ngon họ lấy hết. Họ thường kể cả tặng nhau những quan trên những cái mảnh đất Và bây giờ như ở chỗ Thuyết là có những mảnh đất từ 20 đến 30 tỷ nha các bạn Kể cả giá đất đang là hạ Nhưng mà trung tâm thành phố của Thuyết ở nhà bây giờ Mà họ có mấy chục thậm chí có Có cả gần trăm mảnh đất thì các bạn biết rồi đó Thì họ có bao nhiêu tỷ Thế thì ở đây là họ tham nhũng bằng nhiều cách nha các bạn Đây là người bạn nối khố luôn Chứ Thuyết không nói gì À, tất nhiên thì ở đây thì họ vẫn sung sướng và chả có gì cả nhưng nếu nhìn theo nghiệp nghiệp chướng và quả báo thì ở đây thì thuyết thấy rằng là à, họ chỉ có một cậu con trai và lấy vợ lấy con rồi nhưng cho đến bây giờ con cái tức là nó tức là anh bạn của thuyết là có cháu nội nhé cháu nội rất lớn rồi tức là đứa con thì lấy vợ nhưng mà các bạn biết không đến bây giờ nó có vợ có con và con lớn rồi nhưng nó vẫn chơi bời rất là thậm tệ nó chơi một trận bóng đá có thể là mấy tỷ các bạn ạ thì toàn tiền của cha mẹ thôi đó thì đây có phải là nghiệp chướng không đôi khi nợ nhiều quá cha mẹ không muốn trả trả nhiều quá rồi thì nó lại bùng đi bởi vì sao ở nhà cha mẹ phải trả bởi vì toàn vay lãi ngày thôi tiền vay lãi đến mức độ 1 triệu là là bốn nghìn một ngày thì các bạn tính là một trận bóng đá có thể nó nó đá đến cả mấy tỷ các bạn biết số tiền nó như nào bao nhiêu năm nay rồi nó tàn phá như vậy nhưng số tiền của của người này vẫn không hết nhiều đất như vậy cơ mà Chứ ở đây mới nói cái cấp cấp xã, cấp quan, quan nhỏ thôi các bạn. Còn Thuyết không biết đến mức độ quan trên như thế nào. Cái chuyện quan trên bị bắt, bị xử tù toàn một vài nghìn tỷ. Các bạn biết là người ta tham ô như thế nào đúng ạ? Thì cái cơ bản hiện nay tất cả những cái người đó gần như tất cả như nói và tất cả thì không đúng. Hầu như họ ăn sung mặc sướng và họ vẫn hưởng cuộc sống bình yên, tất cả mọi thứ cả. Thế thì nghiệp chướng ở đâu ra? Quả báo ở đâu ra? Chứ là nói thật với bạn Thiên Nga Trần rằng tại sao Thuyết nói 80% người ta không tin vào nghiệp chướng và quả báo nó là đương nhiên. Bởi vì tham ô như vậy, nấy của dân như vậy, nhưng mà người ta vẫn sống sung sướng như vậy thì nghiệp chướng và quả báo ở đâu? Đấy, nếu mà quả báo đến ngay thì chẳng ai dám làm, đúng không ạ? Cho nên ở đây là rất là khó nói trong cái chuyện này để mà phân tích. Cho là tại sao mọi người vẫn cứ mắc sai lầm và những cái gọi là nó lớn hơn trong cái phần sau uh, trong uh, nhiều loại trong hết cả cái lá thư này thì bạn thiên Ca trần phân tích nhiều cái thuyết không hiểu bởi vì nói thật các bạn nó hơi bị rắc rối đúng không ạ nó hơi rắc rối khi đọc thì hiểu đó nhưng mà để thâu tóm lại tất cả để phân tích thì thật sự là mình không đủ trình độ chỉ có những chẳng hạn như sư trụ trì người ta tu luyện lâu năm và người ta ngày nào cũng đọc kinh rồi người ta tham khảo thì người ta sẽ hiểu được thôi nó trở thành như là thuộc lầu để người ta có thể đứng trước đám đông người ta giảng đúng không ạ cũng như có thể bạn thiên nga trần giảng giải được chứ để cho thuyết thì không thể giảng được à, thuyết thấy rằng là có rất nhiều quý khán thính giả đã thắc mắc rằng là Tại sao mà ông bác sĩ Trần làm ác như vậy mà ông ấy chẳng bị gì cả, ông ấy ác như vậy mà vẫn hưởng phúc, vẫn khỏe đến bảy mấy tuổi vẫn khỏe như vậy, người ta vẫn đầy tiền như vậy, thế thì, thì, thì tội ác ở đâu? Ở đây thì bản thiên nga Trần nói rằng, cái kiếp trước họ tu đấy và bây giờ họ đang sống ok là lý do là họ chưa hết cái phước của đời trước. Đấy, còn thì đời sau họ sẽ phải chịu đúng không ạ? Nhưng mà <laughs> chúng ta nhìn thấy đấy người ta sống bây giờ thực dụng người ta ôi đời này còn chả lo làm gì có kiếp sau chứ là thôi cứ, cứ sống hưởng thụ đi đúng không ạ người ta đời này thì chẳng còn no hay sao có thấy cái gì đến đến đâu mà phải lo chứ là hầu như là thiên hạ sẽ nghĩ như vậy cho nên là người ta sẽ không nghĩ đến cái chuyện mà uh, đến đời sau làm cái gì cả đời hiện tại đang sống chẳng lo xong cái là đến đời sau làm gì nhưng mà ở đây các bạn ạ không thể đùa được trong cái chuyện này nó thuyết nhân hồi thuyết nhân quả của đạo nhà Phật nó khá là chính xác và tất cả những việc của bác sĩ Trần thì các bạn cứ yên tâm một điều theo thuyết nghĩ là nó sẽ có nhân có quả như là cái nghiệp chướng và quả báo như bạn Thiên Nga Trần đã nói đúng không ạ người ta đã gây ra cái cái nghiệp chướng thì người ta sẽ phải nhận cái quả báo mà thôi có điều như bạn Thiên Nga Trần đã nói nó sẽ đến đến sớm hay đến muộn đến ở kiếp này hoặc là đến ở kiếp sau và nếu mà thuyết không nhầm thì trong cái lá thư này bạn ấy nói rằng nghiệp ai người đấy trả tức là cha làm thì con không thể bị và người cha này phải chịu thôi bởi vì mỗi một kiếp con người nó, nó liên quan khác nhau đúng không ạ còn người con của người ta sẽ không bị chịu như vậy trên ở đây thì theo thuyết nghĩ trong câu chuyện này nói liên quan đến bác sĩ trần thuyết không nhớ ai đã nói nhau với bác sĩ trần nhỉ đã nói rằng là ồ mà không biết bác sĩ trần chửi bới ai nói rằng là uh, sẽ bị uh, quả báo và a để... à, à, nhớ nhớ rồi bác sĩ Trần nói với Ngân Nói xấu đoàn dư rằng là nếu lấy một người bệnh tật như vậy Thì sau này sinh ra con cái nó sẽ bị tật nguyền Bởi vì sao? Bởi vì bác sĩ Trần biết chắc chắn là Ngân rất thích có con Còn thích đẻ nữa các bạn ạ Bởi vậy mà bác sĩ Trần mới nói dối trong câu chuyện là Ngân đã có bầu 2 tháng Đúng ạ, ở đây là chắc chắn nói dối rồi nếu mà người thường thì chẳng nói làm gì chứ một bác sĩ mà làm gì chẳng biết là vợ mình người người tình của mình có bầu hay không đúng không ạ chứ nào nói là có bầu mà bây giờ đi khám bệnh viện không có là rõ ràng ông ấy nói dối vậy mà bác sĩ trần nói rằng nếu mà lấy ngân thì uh, nếu ngân lấy đoàn dư thì cậu ta bị bệnh như vậy thì sau này sẽ đẻ ra những đứa con tật nguyền thì ở đây thì coi như có người đã nói rằng là ồ uh, tật nguyền thì do đó ông khỏe mạnh như vậy nhưng tại sao vẫn đẻ ra trần chân là bị tật nguyền thì đây có phải là quả báo hay không Đấy, cho nên là nhiều người nghĩ rằng đây chính là quả báo nhưng nếu theo lá thư của bạn thiên nga trần phân tích thì nó không phải là như vậy bởi vì có thể kiếp trước trần chân tức là trong cái kiếp trước trần chân có thể làm điều, điều gì không tốt và cái kiếp này trần chân phải bị đấy, phải nhận cái quả báo đó còn bác sĩ trần kiếp trước đã làm việc gì tốt thì kiếp này đang được hưởng nhưng kiếp sau của bác thì lại phải chịu quả báo vâng nó hơi bị nằng nhằng một chút đúng không các bạn tuy nhiên điều này thì thuyết rất là tin nhưng mà uh, tin về cái thuyết nhân quả À, tuy nhiên để mà thực hiện được thì thật sự là rất là muôn vàn khó khăn ba cái từ tham sân si nói thật các bạn không phải là lỗi nữa không phải là lỗi uh, mắc ít nữa mà lỗi mắc mắc hàng ngày đấy à, chẳng hạn như trong câu chuyện thiết đăng bình luận có thể có những bình luận sai thì đó chính là cũng phạm vào một trong bao nhiêu cái điều mà bạn thiên nga đã nói tới đây này chẳng hạn như cái uh, bốn khẩu nghiệp là nói dối nói khiêu khích nói thô tục nói hai lời ví dụ như thuyết cũng hay nói khiêu khích hoặc là thuyết cũng nói thô tục và đôi khi cũng nói hai lời có rất nhiều người nói là ông thuyết này trước là nói này bây giờ nói này lại thay đổi quan điểm xanh sạch cũng như là uh, một số bạn nói rằng bạn quang uh, hay là quay xe chẳng hạn thì uh, thuyết thì cũng quay xe như vậy bởi vì sao trước người ta tốt thì mình nói tốt còn bây giờ người ta xấu thì mình lại quay xe mình nói rằng ô người ta xấu đúng không ạ cho nên là nhiều người đây cũng là nói hai lời đúng không ạ thì nói thật các bạn thì hàng ngày mắc lỗi chứ không phải là là trong một cuộc đời chỉ mắc vài lần đâu không phải đâu chúng ta hàng ngày mắc lỗi luôn đúng không ạ Chứ ở đây nói như vậy thì khó lắm để tu thành chính quả thì thật sự là tôi nghĩ rằng là trên đời này chắc là đúng là chỉ có Phật thôi Đức Phật thôi chứ còn thì ngoài ra thì ngay cả thầy Thích Minh Tuệ cũng chưa thể nói cái gì được vâng Uh, thuyết xin uh, chia sẻ một lời bình luận của một bạn tên là Hùng Na. Uh, sau đó Thuyết sẽ đi vào cái vấn đề chính trong câu chuyện mà Ngân bảo vệ bà nội bé nhẫn. Bạn Hùng Na viết rằng cho đến gần 1.000 video và đến một vạn lời khuyên tốt cho Ngân nhưng đều như nước đổ đổ vịt tức không làm gì được. Thôi mọi người hãy vuốt cái ức xuống để theo dõi kết thúc câu chuyện này. Hôm nay nghe video Tào Hoa đến du lịch ở Canada và Ngân đồng ý đón tiếp gia đình Tào Hoa. Tôi có ý kiến này riêng với Nguyệt. Khi nào Tào Hoa đến nhà Ngân, Nguyệt phải đưa ra quan điểm dứt khoát không nấu nướng cho gia đình Tào Hoa ăn hoặc thức ăn Tào Hoa đem đến. Gia đình Nguyệt không được ăn. Lý do nếu là Nguyệt nấu trong lúc ăn, Tào Hoa cho chất gì vào đó gây ra độc thì mọi người đổ cho thức ăn đó do Nguyệt nấu. Ai thanh minh cho Nguyệt đây? Bác mong Nguyệt xem được lời bình luận của bác và phải tỉnh táo lên Nguyệt ơi. Vâng, xin cảm ơn bạn Hùng Na ở đây tại sao Thuyết chia sẻ lời bình luận này bởi vì nói thật với các bạn có rất nhiều lời bình luận có thể không chia sẻ được và có thể Thuyết quên và đây là một lời bình luận nó liên quan tới tới tính mạng của con người và sợ rằng Nguyệt có thể không xem được thì Thuyết uh, phải chia sẻ trên kênh để cho Nguyệt biết vâng Ờ, bạn Hùng Na nói rằng đã 1.000 video rồi, đã đến gần 1.000 video Nhưng trên thực tế là hơn 1.000 rồi nha các bạn, 1 một rồi Bởi vì trước lúc mà Thuyết đánh số theo thứ tự ạ Thì lúc đó Thuyết đã làm đâu khoảng gần 200 video rồi Về cái câu chuyện này rồi Cho nên là tính đến bây giờ có khi phải 1.100 video rồi các bạn Và câu chuyện này nó vẫn chưa kết thúc Vâng, trong câu chuyện mà bạn Hùng Na đưa ra thì chuyện này thật sự là khó các bạn ạ, à, không biết nói như nào. Nếu đã không tin tưởng mà thật sự như vậy thì nói thật các bạn kể cả à, nếu câu chuyện đó xảy ra như vậy thì à, kể cả thuyết sẽ phải chấp nhận tất cả cái gì đó cái giá nó hơi bị đắt cũng được. Sẽ phải nói chuyện ngân để ngăn cản tà hoa. Chứ bây giờ có những nghi ngờ người ta như vậy mà cho người ta đến nhà, à, nếu mà nói như vậy thì nó thực sự là nguy hiểm. Liệu rằng người ta có dám đánh đổi cái chuyện đó không? À, theo thuyết nghĩ là không dám đâu làm gì có chuyện tào hoa đến đây mà dám đưa thuốc ăn vào coi như sau đó để cảnh sát điều tra và lúc đó thì chính người ta cũng sẽ bị đúng không ạ thế nếu nấu ăn trong thức ăn có độc chẳng hạn thế thì chẳng lẽ trong một bữa ăn thì tào hoa không cắp ăn à hay là người ta uống thuốc giải trước nói đến chuyện này thì nói thật là rất thấy thở ghê rợn đúng không ạ bởi vì khi nói đến chuyện này thì thuyết lại nhớ đến uh, 6 người hay 7 người việt nam ta ở tại thái lan đấy cho chất độc xia lua vào cái uống trong nước trà thế là chết hết với nhau cả cả người nợ tiền và cái người bị nợ cũng coi như là chết hết với nhau. Thì nghe đến cái chuyện này lại nghĩ đến chuyện đó thì cảm thấy rất là hoảng sợ. Bây giờ có tất cả camera rồi các bạn, cho nên là chuyện này cũng uh, nếu mà muốn làm cũng không phải đơn giản đâu. Vâng thưa quý vị và các bạn, trong video trước trong phần cuối video các bạn đã được nghe câu nói của Đoàn Dư khi mà ngân nói uh, như là đuổi cả Ngọc Bích và nếu kể cả bác sĩ Trần tham gia, nếu mà Uh, báo cảnh sát để cho bà nội bé nhẫn vào tù thì ngay cả bác sĩ trần cũng bị ngân đuổi ra khỏi nhà ngay lập tức nói chung trong câu chuyện này thì khi thấy ngân đưa ra cái quan điểm như vậy thì ai cũng rất rất mừng và chính lúc đó thì đoàn dư đã gọi là một cái câu gọi là tát nước theo mưa ở đây không biết thuyết dùng câu đó có sai hay không nhưng mà khi mà uh, mà bác sĩ Trần kéo tay Ngọc Bích nôi Ngọc Bích ra xe bởi vì lúc đó Ngọc Ngọc Bích là nhào vào để đánh bà Dung các bạn ạ à. bà Dung lúc đó cũng thủ thế coi như đứng đứng chữ tấn như các bạn các bạn biết chữ tấn như nào không Lê Tương à, Lê Trân Hải Phòng nữ tướng Lê Trân Hải Phòng đã bắt đầu chuẩn bị chơi lại Ngọc Bích rồi thì lúc đó rất là may mắn tức là chồng của Nguyệt đã tóm lấy tay của của Ngọc Bích lôi ra ấy bởi vì chồng của Nguyệt rất khỏe làm sao mà hai người phụ nữ kể cả anh ta tóm mỗi người một tay có thể là lăng xa đến cả 10 mét Cho nên là trong chuyện này thì uh, chồng của Nguyệt đã cứu cứu thua một cái ván, ván bài thua trông thấy uh, Nếu mà xảy ra như thế thì uh, Thuyết thấy là công bằng Lúc đó cả Ngọc Bích cùng vào tù đúng không ạ Bà Dung có tội từ trước rồi thì Ngọc Bích có tội sau thì vào tù cũng rất đáng tiếc có thể sẽ có rất nhiều người đáng tiếc rằng là không để cho con Ngọc Bích nó đánh bà Dung đi để cho nó tống cổ vào tù đi, xem hai em của nó sống ở bên ngoài như thế nào, cha mẹ của nó ở Việt Nam như thế nào. Các bạn biết rằng bà Dung chọc Ngọc Bích rất là đau đớn đúng không ạ? À, nói ngọc bích thường là con ca ve và tất cả những cái những con ca ve như vậy thì cuộc đời sẽ không ra cái gì cha mẹ của mày ở việt nam có biết mày làm nghề này hay không và khi biết thì cha mẹ của mày sẽ như thế nào thì nói thật các bạn thì chọc ngoái đến mức độ thế thì ngọc bích làm sao mà chịu đựng nổi nữa đúng ạ dù là ca ve cũng không thể chịu đựng nổi cũng không thể là nghe được những lời những lời rất thật như vậy nhưng mà nó đau cho nên là trong chuyện này thì ngọc bích đã xô vào định coi như là um, chơi và dùng đến cùng Vâng thì lúc đó bác sĩ Trần cũng biết là nguy hiểm chuẩn bị xảy ra Sẽ vỡ hết cái mạch Đã phải cầm tay ngọc bích nôi ra xe Và đã nói dối rằng là uh, Đi về hôm nay chiều nay là xin việc cho em hay cái gì gì đó Thì chính lúc đó Đoàn dư đã thêm cho một câu như là Nước đổ thêm dầu, dầu đổ vào lửa thêm Thêm dầu vào lửa Đoàn Dư đã nói rằng là tôi nghĩ rằng là bác sĩ Trần cũng nên trở về. Đấy. Thì ở đây bác sĩ Trần đã quay sang đến khi đưa Ngọc Bích lên xe rồi thì bác sĩ Trần đã quay lại và nhìn Đoàn Dư. Hai người nhìn đều nhau, bốn con mắt nhìn nhau. Ờ, thuyết cũng mong bác sĩ Trần lao vào tẩn Đoàn Dư một cái để xem Đoàn Dư như thế nào. Cũng giống như Ngọc Bích đấy. Tuy nhiên bác sĩ Trần là cáo già rồi đúng không ạ? Làm sao mà bác xử sự như vậy? Làm sao mà bác bác bị mắc mưu như vậy được? Đoàn Dư kể cả làm một tay giang hồ cũng sẽ không thèm đánh trả đâu và bởi vì bây giờ có camera hết rồi, quay lại từng hành động luôn đúng không ạ? Thì bác sĩ Trần lúc đó thì cũng vào bóc lịch thôi. Nhưng mà bác sĩ Trần không giờ làm vậy, mà khi bác sĩ Trần quay lại thì bác sĩ Trần có nói với Đoàn Dư rằng cậu vừa nói tôi là lên đi về đi chứ ở đây làm cái gì đúng không ạ? Thì tôi hỏi cậu rằng là cậu đến đây với cái tư cách gì vậy? Tôi từ từ lúc cậu đến nhà ngân đến giờ tôi không hiểu rằng là tôi đã nhiều lần đặt câu hỏi rằng cậu đến nhà ngân với tư cách gì người yêu người đương thì chẳng phải họ hàng thì không quen biết thì cũng chẳng phải tự nhiên coi như là bụp một cái từ bên canada chạy sang thái lan à, để đi sách dép đi coi như là à, nhặt cái gì của người ta rơi Đấy, ý của bác sĩ trần là ví dụ ngân có ỉa rơi thì coi như đoàn dư cũng đi sau để mà nhặt Đấy, nhặt phân cho kiểu như vậy, chọc chọc đoàn dư như vậy, tức là bác sĩ trần nói rằng đoàn dư đến đây với tư cách gì và cái người phải rời khỏi đây chính là đoàn dư chứ không phải bác sĩ trần. thì đoàn dư đã hỏi ngược lại bác sĩ trần rằng vậy thì ông đến đây với tư cách gì? ông đến đây bằng tư cách gì đây? tôi vừa nghe ngân rằng là đuổi ông đi và ngọc bích đi mà ông vẫn nì ở lại đây, còn ngọc bích ở. À, bác sĩ trần đã nói với với đoàn dư là anh đã nghe nầm đó tôi đến đây anh hỏi tôi đến đây với tư cách gì thì tôi nói cho anh biết tôi là người yêu của ngân và chúng tôi đã từng đi đăng ký kết hôn có điều nó đang trục chặt một chút thôi đúng ạ chúng tôi đã từng có những lời cầu hôn với nhau à, à, như là sống với nhau như là vợ chồng rồi thì tôi là như là chồng của ngân thì tôi đến đây danh nghĩa khác gì là nhà của tôi cậu hỏi như vậy mà cậu cũng dám hỏi hay sao trong khi đó trên danh nghĩa thì tôi lại là bác sĩ à, ngân là bệnh nhân của tôi đấy tôi đến đây có nhiều cái tư cách để mà tôi đến còn cậu thì chỉ có chẳng có một cái tư cách gì cả khi hai người đang à, đang đối trọ nhau thì ngân xuất hiện ngân vẫn à, à, đeo cái điệu ở trên vai các bạn ạ ngân vẫn đeo cái điệu ở trên vai này như này này và coi như đến à, thì lúc này bác sĩ trần đã nói với ngân rằng ngọc bích mới mắc một cái lỗi nho nhỏ thôi nhưng mà em đã đuổi ngọc bích ra khỏi nhà em đã nói những cái câu mà nghe nó rất là chua sót ở đây thì uh, anh nghĩ rằng tại sao bà dung đã mắc lỗi với anh mà em lại coi như gọi bà dung về trong khi đó thì ngọc bích chưa mắc lỗi gì lớn thì em lại đuổi ngọc bích ra thì em nghĩ sao về điều này đáng ra bà dung phải là người xin lỗi anh Đấy. và thậm chí nếu em cứ đặt giả thiết nếu một người nào đó đánh em thì em sẽ như thế nào thì em hiểu được coi như là lúc này anh đang cần cái gì anh cần một cái sự xin lỗi công khai của bà Dung đối với anh lời tối thiểu nhất phải là như vậy nó mới có một sự công bằng em coi anh là như thế nào anh em để cho một người khác đánh anh như vậy nhưng mà từ hôm qua đến giờ anh chưa bao giờ nghe thấy coi như là một cái lời gì để mà em bảo vệ anh trong vấn đề bắt bà Dung phải xin lỗi à, xin lỗi xin lỗi anh cả lúc này Ngân đã bảo là Ồ oh, bây giờ bác sĩ Trần ơi bây giờ cứ nói rằng chẳng hạn trong những ngày tháng vừa qua nếu không có những một cái số trục trặc kỹ thuật thì bây giờ em cả anh đã trở thành vợ chồng chính thức với nhau rồi nếu mà trên danh nghĩa nếu không có cái sự trục trặc ở đây ý của Ngân nói rằng cái sự can thiệp của sinh viên hùng thì em cả anh đã trở thành vợ chồng với nhau rồi có phải hay không thì bác sĩ trần nói đúng chính xác nó là như vậy có những kẻ vẫn cứ cố tình có những phá phá bữa cái, cái, cái câu chuyện để mà để hai chúng ta tiến tới hôn nhân. Khi bác sĩ Trần đã nói xong phần này thì Ngân mới nói. À, trước khi thuyết nói thì thuyết cũng khen Ngân vài câu là không ngờ hôm nay Ngân người không phải là không phải là đầu óc bí đao được các bạn. Đó hôm trước thì thuyết nói rằng Ngân như là đầu óc coi như là bí đao hay là đầu đất nhưng hôm nay thì Ngân rất là thông minh cũng biết coi như là đưa ra những cái đòn gió rào trước đón sau và đưa bác sĩ Trần vào thế các bạn ạ. Đây là một cái sự thông minh đột xuất của Ngân à, Thông minh bất thình nình thôi các bạn ạ à. Bởi vì Ngân thì các bạn biết như thế nào rồi đúng không ạ Nhưng mà đôi khi những cái người đó họ có những cái sự thông minh bất thình tình nhé các bạn Các bạn phải hình, hình dung ra Có nghĩa là sao? Có nghĩa là thỉnh thoảng có khi là dăm bữa 3 tháng gì đó họ mới có đột xuất thông minh chỉ độ khoảng mấy giây mấy phút thôi thì trong chuyện này thích cho rằng đó chính là cái thời điểm Ngân đã thông minh bất thình hình và Ngân đã Đập ngược lại cái câu nói của bác sĩ Trần nói như này Ở lúc đó đặt giả thiết mà em cả anh đã trở thành vợ chồng với nhau Bây giờ có một kẻ nào đó vu oan giáo họa và bắt chồng em vào tù Có nghĩa khi đó anh vào tù Và em nghi ngờ kẻ đó em sẽ tát cho kẻ đó mấy phát Đập cho nó vỡ mồm vỡ mõm ra Thì lúc đó anh sẽ là người bảo vệ em không Vâng à, Lúc đấy bác sĩ Trần đã ngỡ ra Bởi vì sao Bởi vì biết Ngân đã coi như chơi đẻo mình rồi có nghĩa là đang nói ví cái câu chuyện là của bà Dung với ông Linh đúng không ạ? Một kẻ nào đó đã âm thầm đằng sau hại ông Linh, tức là hại chồng của bà Dung và coi như là bà Dung uất đức quá và đập coi như là cái kẻ đó. Mặc dù chỉ là sự nghi ngờ thôi, có nghĩa là tại sao? Tức là nghi ngờ bác sĩ Trần đã đẩy chồng của mình vào tù cho nên là bà Dung đã lấy cái bình sữa của bé Nhẫn đã đập vào mõm của bác sĩ Trần. À quên, đập vào mồm của bác, của bác sĩ Trần thì Ngân lúc này đã lấy cái ví dụ đó và bác sĩ Trần đã cứng nữa các bạn ạ. À, sau khi bác sĩ Trần không trả lời được thì Ngân nói rằng trong câu chuyện này á thì em nghĩ rằng uh, bà nội của bé Nhẫn uh, cũng vừa đúng mà lại vừa sai. À, sai là có thể là đánh người ta một chút nhưng cái vấn đề là cũng đúng đấy anh ạ. Đó nếu một kẻ nào đó ví dụ em cả anh lấy nhau thành vợ chồng rồi kẻ đó nào đó, đó ấn anh vào tù anh bị oan ức thì em tức quá em sẽ đập nó như vậy thì anh lúc đó anh phải bảo vệ em đúng không ạ và bây giờ ông linh ông nội của bé nhẫn ở trong tù cũng đang bảo vệ đang bảo vệ bà nội của nó đó, đó và nếu bây giờ chẳng hạn như có ông linh ở đây có ông nội của bé nhẫn ở đây thì nó sẽ đập ông ấy sẽ đập ngay ngọc bích cho coi như lên bờ xuống ruộng ngay lập tức và kể cả bất kể kẻ nào mà muốn coi như hại để coi như là đưa coi như là bà nội tức là đưa bà của của vợ của ông ấy vào tù ở đây Ngân đã bảo vệ bà nội trong một lốt nhạc nói đơn giản lại có nghĩa là sao Ngân đã nói rằng là có bà nội thì mới có bé nhẫn ngày hôm nay bây giờ bé nhẫn là tất cả đối với Ngân và Ngân tuyên bố rằng ai mà đưa bé đưa bà nội của bé nhẫn vào tù thì Ngân sống chết với cái kẻ đó đây là Ngân đã tuyên bố hôm nay mà lời và đây là sự thông minh đột xuất của Ngân nói thật với các bạn là Nguyệt rồi thì vợ chồng Nguyệt á chồng Nguyệt thì không biết nhưng mà sau đến khi là vợ hoan hô thì chồng Nguyệt hỏi là Ô Ngân nói cái gì đó thì đến khi Nguyệt mới dịch ra thì có chồng của Nguyệt đã vỗ tay đôm đốc bác sĩ Trần rất cay cú với Ngân và đã đọc, đã nói rằng là em nói như vậy có nghĩa là uh, bà Dung không cần phải xin lỗi anh phải không? Lúc này Ngân nói thẳng Ngân nói rằng là em không hoàn toàn nói là như vậy nếu bà nội bé nhẫn mà xin lỗi anh một lời thì em nghĩ nó là chính xác là đúng À, ở đây là kiểu gì thì kiểu thì bà nội cũng là sai rồi có nghĩa là kể cả anh là mắc một cái tội gì đó nhưng bà đã đánh anh thì coi như là bà đã mắc một cái lỗi và ở đây phải đúng là một lời xin lỗi mà hơn thế nữa có thể là um, bà nội sẽ dùng là một trăm lời xin lỗi đối với anh cũng không có gì quá đáng vấn đề này thì theo nghĩ rằng anh hiểu biết người biết ta chính anh là một người rất giỏi trong chuyện này và em nghĩ rằng là cái tính cố chấp của bà nội như bà nội bé nhẫn như thế nào thì anh thừa biết đúng không ạ tính của bà nó ương bướng như thế nào anh thừa biết và khi anh đã biết người ta như vậy rồi mà anh cố chấp thì anh cũng bằng người ta mà thôi thì anh quảng đại nên bà không xin lỗi bà vẫn tỏ ra là mình đúng thì anh cứ cho bà đúng đi thì đó chính là sự quảng đại còn thì anh nếu cố chấp với với bà nội mà anh coi bà nội là người không kém hiểu biết thì anh cũng chỉ bằng bà nội thôi. Chứ anh không phải một người bác sĩ có học thức cao gì hơn với bà ấy cả. Bởi vì chấp người ta cãi nhau người ta bằng vai phải nữa người ta thì là cũng chỉ bằng họ thôi. Vâng, Ngân đã bảo vệ bà nội một cách rất là hay. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là không cần, bà Dung không cần phải xin lỗi cũng không sao đúng không ạ? Mặc dù là Ngân nói rằng là bà dung phải xin lỗi bác sĩ trần mới là đúng nhưng không cần xin lỗi cũng không sao còn nếu bác sĩ trần cứ cố tình mà như vậy thì bác sĩ trần cũng chỉ uh, ít học như bà dung thôi cũng chỉ là tầm thường như vậy thôi chứ không phải trở thành một người có học thức cao như là một bác sĩ như người ta uh, vẫn ca ngợi được vâng trong câu chuyện này bác sĩ trần đã chào thua rồi và các bạn biết đó bác sĩ trần là người không dễ gì bỏ cuộc uh, thua keo này có thể bày keo khác và bác sĩ trần không bao giờ căng thẳng khi biết mình yếu thế đây là một cách xử trí khôn ngoan của những người mà theo như thuyết vẫn nói đấy những người ít nói tầm ngầm tầm ngầm đánh giấm chết voi họ ra đòn lúc nào không biết đâu các bạn ạ vâng câu chuyện này vẫn chưa kết thúc ở đây và câu chuyện này như thế nào tiếp diễn ra sao thì mời quý khán thính giả và các bạn tiếp tục đón nghe những video sau của thuyết nhé xin chân thành cảm ơn quý khán thính giả và các bạn đã quan tâm theo dõi trên kênh của thuyết trong suốt cả thời gian qua à, xin à, các bạn hãy uh, giới thiệu với bạn bè thân thích nếu cảm thấy rằng uh, kênh của thuyết đem đến nhiều bổ ích xin chào và hẹn gặp lại